Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự, và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới nội tình Hoa Kỳ, và không những Hoa Kỳ, có thể là cả thế giới quý vị. Và trong một bản báo cáo mới nhất của các ủy ban tại Hạ viện, trong đó đã đưa ra bản kết luận là một cái đơn vị nằm trong cơ quan gọi là Homeland Security, tức là Cục An ninh Nội địa có tên gọi là CISA, hay còn gọi là CISA, đã tìm cách gọi là che đậy cái sự gọi là kiểm duyệt về ở trong cái nội địa Hoa Kỳ thông qua các công ty Big Tech. Và quý vị, ở trong đây cái bản tin mà chúng tôi có được là cái cơ quan này, là cơ quan gọi là CISA, đã tìm cách che đậy cái việc mà kiểm duyệt ở nội địa và với sự phối hợp và cấu kết với lại công ty Big Tech. Đó là bản báo cáo của Hạ viện. Mà chính quyền, các một cơ quan trong chính quyền liên bang đã tìm cách đã thành lập một cái nằm ở trong cái cơ quan gọi là Cyber Security and Critical Infrastructure, đã tìm cách che đậy việc kiểm duyệt nội địa. Và trong đó, theo tường trình một bản báo cáo sơ khởi được công bố bởi ủy ban tại Hạ viện đặc trách về tư pháp và tiểu ủy ban đặc trách về vấn đề chống vũ khí hóa và chính trị hóa trong cơ quan chính quyền liên bang, bản báo cáo này được công bố vào ngày thứ Hai. Trong đó cho thấy rằng là cái cơ quan gọi là Cyber Security and Infrastructure Security Agency, tức là CISA, cùng với công ty Big Tech và có một cái tổ chức thứ ba do chính phủ tài trợ để tìm cách để kiểm duyệt và cấu kết với lại cái cơ quan này. Đây là cơ quan được lập ra, quý vị, chủ yếu của nó là bảo vệ các hạ tầng cơ sở và an toàn không gian mạng. Đây là cái mục đích của cơ quan này tạo ra, và cơ quan này nằm dưới quyền điều hành của Cục An ninh Nội địa. Và họ làm cách nào để kiểm duyệt? Và từ câu chuyện này, tôi sẽ cho quý vị thấy là cái sự tinh vi của nhóm left wing, extreme left, tức là những nhân vật cực tả, khuynh tả, đã tìm cách gọi là kiểm soát người dân như thế nào. Quý vị, họ không trực tiếp làm việc với các công ty mạng xã hội để kiểm duyệt người dân, mà họ sẽ là đưa ra tất cả những cái mạng lưới phản ứng nhanh, tức là họ tìm cách những quý vị có những cái phát biểu trên mạng xã hội mà cái quan điểm của quý vị đụng chạm tới cái khuynh hướng chính trị khuynh tả hay là những nhân vật trong chính quyền của Joe Biden, họ lập tức sẽ đưa tất cả những cái này cho một cái tổ chức thứ ba. Và tổ chức thứ ba đó lại được nguồn cung cấp ngân sách từ chính phủ, từ Bộ Ngoại giao, từ những cái cơ ban ngành khác. Và cái tổ chức thứ ba này sẽ báo lại cho các công ty mạng xã hội là cái trang web đó hay là cái người đó đã có hate speech, đã có disinformation, đã có misinformation, và nó bịt miệng cái người đó lại, hay là bịt miệng cái trang web đó lại, chặn tất cả những quảng cáo vân vân và vân vân. Quý vị, đây là một cái thủ thuật là kiểm soát quyền tự do ngôn luận của người dân thông qua mạng xã hội. Và gần như là nó có sự cấu kết và nó đẻ ra những cái tổ chức thứ ba để nó lách cái luật gọi là tu chính án số 1 của Hoa Kỳ, là quyền tự do ngôn luận. Quý vị, câu chuyện này có lẽ là tôi sẽ phải phân tích và tôi sẽ trình bày cho quý vị hiểu rõ hơn về cái sự tinh vi của các cái cơ quan, các cái gọi là lực lượng chính trị khuynh tả tìm cách kiểm duyệt con người qua ba thứ khác nhau. Quý vị, họ tìm cách kiểm duyệt và thay đổi ý thức hệ của người dân. Đây là cái trò rất là tinh vi và ác độc, cũng như là có một cái tham vọng rất lớn của họ là thống trị cái ý thức hệ theo một cái khuynh hướng của họ mà thôi. Ok quý vị, đây là một cái bản phân tích của Hạ viện, mà nó cái bài này khá dài, mà nếu mà tôi đọc và tôi dịch ra thì quý vị sẽ không hiểu. Tôi tóm gọn lại cho quý vị hiểu, tức là cái cơ quan CISA này được lập ra với cái mục tiêu của nó là bảo vệ các hạ tầng cơ sở về quan trọng của Hoa Kỳ, trong đó có điện, ga, nước. Và thứ hai là các hạ tầng cơ sở về an toàn không gian mạng, có nghĩa là các cái server, các cái đường dẫn internet,
hoặc là các cái circuit, các cái circuit tức là những cái trụ mà cung cấp dịch vụ internet vân vân, thì quý vị, nó là cái hạ tầng cơ sở, tức là những cái server rồi những cái trụ hay là những cái trung tâm phát internet hay là tất cả những cái đó chúng ta gọi là hạ tầng cơ sở. Thì cái CISD này lập ra là như vậy, nhưng nó đã thay đổi mục đích của nó, là nó nói là hạ tầng cơ sở về nhận thức con người, và nó đẻ ra cái gọi là chống lại disinformation và misinformation. Nó chuyển đổi mục đích bảo vệ các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ trở thành là bảo vệ cái gọi là ý thức hệ và cái gọi là hạ tầng cơ sở về tư duy, tức là về ý thức hệ con người. Quý vị, chính điều này nó dẫn tới tình trạng kiểm duyệt ở khắp các mạng xã hội, từ Twitter qua Facebook, Instagram, Google cho tới YouTube. Thì quý vị, nó đi một cách rất tinh vi, tức là nó không trực tiếp từ cơ quan này tới các công ty mạng xã hội. Bởi vì như vậy, nó sẽ vi phạm vào cái tu chính án số 1, tức là quyền tự do ngôn luận của người dân. Nhưng nó nhân danh những cái chuyện khác, nó cung cấp cái thông tin về cá nhân đó hay trang web đó hay tổ chức đó là disinformation hay misinformation. Nó nhân danh những chuyện này để mà nó bắt đầu tìm cách bịt miệng và ngăn chặn những cái câu chuyện, ví dụ như là cái laptop của Hunter Biden trước đây. Thì quý vị, nó không đưa trực tiếp, nó đưa qua trung gian của một tổ chức thứ ba, mà tổ chức thứ ba này lúc nào cũng mang danh là non-profit, tức là bất vụ lợi. Bất vụ lợi có nghĩa là họ hoạt động mà họ không có kiếm lời. Vậy thì ngân quỹ đó ở đâu ra? Ngân quỹ đó được tài trợ bởi những tổ, những cái công ty tư nhân mà có cái khuynh hướng về khuynh tả. Thứ hai là một số ngân sách của chính quyền liên bang cung cấp cho những tổ chức phi lợi nhuận này, và nó sử dụng những cái tổ chức phi lợi nhuận này để mà nó kiểm duyệt. Tại vì những cái công ty truyền thông xã hội nó tin vào những công ty phi lợi nhuận này, tức là non-profit này. Và với cái định nghĩa về disinformation và misinformation đó, thì khi mà những công ty này refer qua công ty mạng xã hội, thì công ty mạng xã hội sẽ lập tức block, treo cờ hay là sẽ cảnh cáo đối với một cá nhân, một tổ chức nào mà có những cái quan điểm mà họ xem là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, theo lời cảnh báo của tổ chức thứ ba phi lợi nhuận đó. Thì quý vị, đây là cái cách kiểm soát của cái cơ quan CISA. Và nó có cái động cơ ở trong đó, tức là nó kiểm duyệt cái quan điểm của tất cả người dân. Thì từ câu chuyện kết luận của Ủy ban Tư pháp và cái Ủy ban chống vũ khí hóa các cái cơ quan trong chính quyền liên bang, họ báo cáo và họ kết luận như vậy. Từ câu chuyện này, tôi mới cho quý vị thấy là lực lượng khuynh tả rất là tinh vi. Họ kiểm duyệt và họ áp đặt chế độ chuyên chế lên con người, không nhân danh chính phủ. Tại vì nếu mà nhân danh chính phủ thì có nghĩa là nó sẽ đi ngược lại với bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Họ sẽ gặp rất nhiều trở ngại và rất nhiều những cái đơn kiện về quyền tu chính án số 1 hay là nằm trong các cái tu chính án của Hoa Kỳ liên quan tới bảo vệ cái quyền con người. Thứ nhất, quý vị, là quyền sử dụng tất cả như sản phẩm của con người, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do di chuyển, quyền tự do tôn giáo vân vân, tất cả đều nằm trong cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Do đó, nếu mà đem chính phủ ra luật ABCD để mà áp đặt lên cái chuyên chế đó lên con người thì sẽ bị phản ứng và sẽ bị khởi kiện theo cái xã hội tự do dân chủ của Mỹ. Và nếu như bên quốc hội mà họ có thông qua cái luật này thì quý vị, đợt sau phía đảng đối lập lên họ sẽ lật đổ cái luật này. Và nó sẽ không bao giờ gọi là thành công cả. Do đó, đám chính trị khuynh tả, nhất là những thành phần cực tả, nó không bao giờ sử dụng cái quyền lực chính phủ để nó kiểm soát người dân và áp đặt chế độ chuyên chế với người dân. Mà quý vị, nó sử dụng tất cả những công ty tư nhân để làm chuyện này cho nó. Cuối cùng quý vị, chúng ta vẫn bị kiểm soát. Và những công ty tư nhân này là ai? Thứ nhất, tôi có thể nói với quý vị, để kiểm soát được con người ở cái giai đoạn hiện tại bây giờ là ba cái kỹ nghệ chánh. Nó có thể làm cho con người bị kiểm soát mà không thể nói được. Thứ nhất là kỹ nghệ y khoa. Thứ hai là ngành kỹ thuật.
tức là technology hay là high tech cũng được nữa. Thứ ba là giáo dục, tức là education. Thì quý vị, ba ngành này là có thể giúp cho lực lượng quân tỏa có thể khống chế con người và kiểm duyệt con người, cũng như là áp đặt chế độ chuyên chế lên con người mà nó phủi tay chính phủ không có chịu trách nhiệm. Đây là cái trò rất tinh vi của lực lượng quân tỏa. Thứ nhất, quý vị, trong một cái xã hội mở rộng và với cái nền kỹ thuật bây giờ, quý vị nói cho tôi nghe, có người nào mà không có một cái chư mục ở trên mạng xã hội đây? Từ Facebook qua Twitter cho tới Instagram, Google, YouTube, Amazon, Microsoft. Đúng chưa quý vị? Ít nhất mình phải có một cái chương mục ở trên đó. Dù quý vị dùng cái Windows của Microsoft hay là quý vị đi mua đồ của Amazon, cho tới việc mà quý vị đưa ra ý kiến ở trên mạng xã hội, tất cả đều do các công ty kỹ thuật này kiểm soát. Và quý vị, nếu như quý vị đặt một trường hợp vì một lý do nào đó, tất cả những cái công ty kỹ thuật này đóng hết chương mục quý vị lại, không cho quý vị có được một cái thoát lên, có một cái không cho quý vị có thể vào được những cái đó, thì cuộc sống quý vị coi như bị cô lập hoàn toàn. Quý vị tưởng tượng nha, tôi đưa ra một cái kịch bản. Cái kịch bản đó là gì? Quý vị là một người mà họ coi quý vị là kẻ nguy hiểm cho xã hội. Tôi cứ gọi tạm thời gọi là một kẻ nguy hiểm cho xã hội của họ, chứ không phải là cho xã hội của cả trái đất này. Tức là những cái có nguy hiểm cho cái chính sách khuynh tả của họ. Đầu tiên hết là tất cả các công ty truyền thông xã hội đóng chương mục quý vị, không cho quý vị được lên trên đó. Tức là quý vị muốn vào Facebook cũng không được, muốn vào Twitter cũng được, muốn vào, tại vì quý vị bị đóng tất cả chương mục rồi. Thứ hai là khi mà họ chấn thêm một bước nữa, ngay cả quý vị đi mở cái phone cũng không được luôn. Đã kiểm soát, đây là những công ty viễn thông. Ví dụ quý vị tới một cái tiệm T-Mobile, Spectrum hay là một cái tiệm AT&T. Họ nói rằng là cái tín dụng quý vị không được phép và quý vị có những cái hành động nguy hiểm cho xã hội, chúng tôi không cung cấp dịch vụ này cho quý vị. Lúc đó coi như quý vị giống như một kẻ tội phạm. Ở Mỹ này những kẻ có tiền án đó, quý vị đi xin việc làm không được, quý vị mở ngân hàng không được. Thì bây giờ nếu mà quý vị bị xem là thành phần nguy hiểm cho xã hội của họ, của cái chính trị khuynh tả đó, thì tất cả những cái công ty truyền thông này và tất cả những công ty viễn thông này, kể cả ngân hàng luôn, họ đóng chương mục lại hết. Họ không cho quý vị mở ngân hàng, họ không cho quý vị cái dịch vụ phone, không cung cấp internet cho quý vị. Bởi vì họ xem quý vị gây nguy hiểm cho cái xã hội của họ, tức là cái xã hội khuynh tả của họ. Rồi quý vị không lên mạng xã hội được thì coi như quý vị bị cô lập hoàn toàn. Quý vị bị cô lập hoàn toàn. Thì quý vị, lúc đó cuộc sống quý vị như thế nào? Tức là quý vị chỉ cần nghịch ý của họ thôi. Họ đồng loạt liên kết với nhau và họ đóng hết tất cả chương mục quý vị lại. Coi như quý vị không làm được gì hết. Nhưng mà có dính tới chính phủ không? Không. Bởi vì đây là những công ty tư nhân. Nó có policy của nó. Nó có cái chính sách riêng của mỗi công ty tư nhân. Có quyền áp đặt cái chính sách. Quý vị bước vào nhà của tôi, quý vị phải tuân thủ vào cái luật lệ của tôi chứ. Và quy tắc của tôi chứ. Nếu có, quý vị không tuân thủ, tôi không cho quý vị vô nhà. Thì quý vị, cuối cùng quý vị phải thỏa hiệp. Tức là phải dẹp bỏ tất cả những cái quan điểm của mình, dẹp bỏ tất cả những cái suy nghĩ của mình, và phải đi theo cái luồng của cái đám chính trị khuynh tả này. Thì quý vị mới được mở lại tất cả các chương mục. Quý vị mới được mở được tại chương mục trong ngân hàng, ở trên các cái mạng xã hội, hay là quý vị được cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ phone v.v. Quý vị, nhưng mà nó có dính dáng gì tới chính phủ không? Không có. Chính phủ nói, trên hiến pháp vẫn có quyền tự do ngôn luận. First Amendment, tu chính án số 1. Chúng tôi đâu có cản quý vị đâu. Chính phủ chúng tôi đâu có cản, quý vị muốn nói thì cứ việc nói đi. Nhưng quý vị nói ở đâu? Đứng ngoài đường nói hả?
rồi quý vị muốn gọi điện thoại cũng không được. Tại tất cả những dịch vụ này là dịch vụ tư nhân. Thì quý vị, đây là cái cách mà nó kềm chế và nó khống chế quý vị. Buộc quý vị sẽ phải đi theo cái hướng của họ. Nếu như không, quý vị sẽ bị cắt bỏ tất cả những dịch vụ này. Đó là cái thứ nhất. Nó sử dụng kỹ thuật để nó khống chế quý vị. Điều thứ hai mà nó sử dụng là ngành y khoa. Chỉ có khống chế ngành y khoa thì mới kiểm soát được con người. Tại vì quý vị, chúng ta là con người mà. Có ai không bệnh? Có ai không bệnh? Bây giờ vì luật lệ, ok, nếu cứu mạng người, nó phải làm cho quý vị. Nhưng nếu mà quý vị đi ngược lại cái quy tắc của họ, giống như đại dịch vừa rồi, nó áp đặt quý vị phải chích chủng ngừa. Nếu quý vị không chích chủng ngừa, tất cả các cái nơi khác đều không cho quý vị bước vô. Tòa nhà của liên bang, tòa nhà của tiểu bang, những cơ sở hành chính của chính phủ, nó nói ồ, phải có giấy chủng ngừa chúng tôi mới cho vô được. Mà nếu quý vị từ chối chủng ngừa thì quý vị sẽ không vô được. Thì quý vị, rồi chưa kể là nó cấy chip vô người hay là nó cung cấp những cái dịch vụ về y tế. Quý vị bị lệ thuộc vào đó. Thì quý vị chỉ cần nghịch ý của nó hay là quý vị có quan điểm khác với lại những cái thành phần y tế này thì nó sẽ đóng cửa với quý vị. Tại vì hệ thống bệnh viện của Mỹ là hệ thống bệnh viện tư nhân. Các công ty sản xuất dược của Mỹ cũng là tư nhân. Khi mà họ không cấp một cái giấy gì cho quý vị hết, thì quý vị làm sao đi được những nơi khác đây? Ngành y tế là cái ngành mà nó dễ dàng kiểm soát con người nhất. Tại vì quý vị có bệnh, có ai không bệnh. Do đó, mà khi bệnh, quý vị sẽ bị từ chối. Nếu quý vị đi ngược ý của họ, và họ không có vi phạm gì hiến pháp hết. Tại vì họ là công ty tư nhân. Do đó, cuối cùng, quý vị phải thỏa hiệp để nhận được những cái dịch vụ đó. Quý vị phải thỏa hiệp. Rồi quý vị, công ty bảo hiểm nó không bán bảo hiểm cho quý vị. Lấy tiền đâu ra quý vị trả tiền y tế đây. Nếu vì lý do quý vị nghịch ý của họ, nó từ chối nó, ô, tôi không bán bảo hiểm y tế cho ông bà. Bởi vì ABCD. Nó không phù hợp với chính sách của chúng tôi. Rồi quý vị tới bệnh viện, quý vị đi khám bệnh, quý vị phải trả bằng tiền mặt. Quý vị không được cover bởi bảo hiểm. Thì quý vị, lúc đó quý vị nghĩ như thế nào? Và cuối cùng là hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục là cái hệ thống kiểm, nó vừa kiểm soát và nó vừa định hướng giáo dục. Tức là những cái tư tưởng khuynh tả nó sẽ được giảng dạy trong tất cả các trường từ tiểu học, trung học cho tới đại học. Nếu mà quý vị có một cái quan điểm khác với cái tư tưởng này thì ở trong trường nó sẽ dẫn vận động sinh viên, học sinh và kể cả giáo chức là tẩy chay quý vị, cô lập quý vị. Nếu quý vị không có cái suy nghĩ giống như họ và không đi theo cái chương trình giáo trình giảng dạy của họ. Tại vì tất cả các trường này, trừ trường công lập thì nó không làm thôi. Nhưng mà lên tới đại học quý vị, đa số đại học cộng đồng thì nó là công lập đó, nhưng mà nó là college. Còn university hầu hết là trường tư. Hầu hết là trường tư nhân. Ở trong đó, những giáo sư được mướn vào được chọn lọc cẩn thận. Tức là phải chắc chắn rằng là phải có cái khuynh hướng, nó gọi là cái khuynh hướng cấp tiến. Thì quý vị thuộc dạng bảo thủ, quý vị không vô được. Trừ khi quý vị vô mấy cái trường đại học của tôn giáo thôi. Còn nếu không quý vị, là quý vị ở những cái trường công lập mà đặc biệt là những cái trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ đó quý vị. Nó càng danh tiếng thì nó càng cấp tiến. Và cuối cùng con em của quý vị, môi trường trưởng thành là trong cái một cái chính trị một chiều. Tức là họ được giảng dạy về cái ý thức xã hội một chiều. Không có hai chiều, ba chiều. Mà chỉ định hướng quý vị đi, con em quý vị vào một cái hướng thôi. Tức là nó dùng giáo dục
để nó định hướng về chính trị và xã hội. Nó dùng kỹ thuật để nó kiểm soát quý vị và khống chế quý vị. Nó dùng y khoa để nó khống chế cuộc sống của quý vị. Và những cái này có liên quan tới chính phủ không? Chính quyền liên bang không có dính gì tới hết. Tại vì nó dùng tất cả những công ty độc lập tư nhân làm những chuyện này. Và những công ty độc lập tư nhân này do họ lập ra ở phía sau. Nhưng mà ở ngoài mặt, ở ngoài diện, họ nói ô, chúng tôi là tổ chức non-profit, bất vụ lợi. Chúng tôi là tổ chức phi đảng phái, non-partisan. Tức là không có đảng phái. Thì quý vị, những cái công ty truyền thông xã hội cho tới các cái bệnh viện, công ty dược, trường đại học, họ nói ô, chúng tôi chỉ căn cứ vào bản báo cáo của những tổ chức non-profit này. Những tổ chức này không có vụ lợi. Những tổ chức này không có đảng phái. Nhưng mà trên quy tắc quý vị, nó đã cấy vào đầu quý vị một cái ý thức hệ về chính trị. Tức là quý vị không thể suy nghĩ ngược được. Quý vị suy nghĩ ngược, nó sẽ chụp cho quý vị cái mũ là extreme, cực đoan. Nếu quý vị không cẩn thận trong ngôn ngữ, nó dễ dàng chụp mũ cho quý vị cái tội này. Và khi quý vị phạm vào cái tội cực đoan, quý vị phạm vào cái tội gọi là disinformation hay là misinformation, quý vị sẽ bị chặn hết. Và khi mà quý vị khiếu nại lên tòa án, tòa án chả làm được gì cả. Tại tòa án nói, ủa, cái đó là công ty tư nhân của người ta, anh vô đó làm chi rồi anh khiếu nại? Thì đừng có vô nữa. Đừng có vô nữa, đừng có nhận dịch vụ đó nữa. Bây giờ quý vị nghĩ đi, quý vị đi mở một cái đường live phone. Bây giờ các công ty nó cần khách hàng lắm. Nhưng mà khi mà nó đã có cái định hướng rồi đó, nó có thể không cung cấp cho quý vị. Tại được một cái tài khoản, được một cái chương mục của quý vị, nó mất 10 chương mục khác. Nó bị tẩy chay. Cái văn hóa gọi là cancel culture này á, nó đang nằm ở trong cái bối cảnh phát huy rất là mạnh. Ai mà nghịch ý nó tẩy chay là coi như chết. Và các công ty quảng cáo cũng vậy, nằm trong tay của họ không. Quý vị mà làm truyền thông, quý vị mà đi ngược lại ý kiến đó, nó không đưa quảng cáo qua, cái đài chết luôn. Cái channel chết luôn. Rồi quý vị, nó nắm tất cả những cái bản, những cái tổ chức mà nó gọi là non-profit này đó. Và nó được sự bơm hơi của các công ty truyền thông khuynh tả đó. Nó xây dựng quy thế cho những cái tổ chức bất vụ lợi này. Rồi những tổ chức bất vụ lợi này bắt đầu đưa những cái bản report của họ ra. Họ đánh giá, ô, đài của ông Trần Nhật Phong là cái đài disinformation. Rating thấp lắm, đừng đi quảng cáo. Đừng có associate, đừng có giao du, đừng có liên lạc. Thì quý vị, tất cả những công ty quảng cáo, tất cả những, họ sẽ né hết. Tại vì họ tin vào cái bản báo cáo của công ty, của cái tổ chức bất vụ lợi này. Đó là cái cách mà quý vị, đám khuynh tả, nó kiểm soát xã hội, nó kiểm soát con người, nó kiểm duyệt quan điểm của quý vị, không phải qua cái quyền lực của chính phủ, mà qua quyền lực của tất cả những công ty lớn nắm về cái này. Nó sử dụng tư nhân để kiểm soát quý vị, chứ nó không sử dụng cái guồng máy của chính phủ liên bang để kiểm soát quý vị. Rồi chưa kể quý vị, nó cắt bỏ tất cả những cái quyền lợi của quý vị. Ví dụ California nè, đó nó thông qua luật đó, 2035 là sẽ cấm tất cả những xe chạy xăng vào California chỉ được quyền chạy xe điện thôi. Thì quý vị, có nghĩa là quý vị là cư dân của California, quý vị không được phép mua xe xăng. Và những xe xăng ở Texas, ở Arizona mà lái tới cái cửa ngõ của California, nó không cho vô. Nó nói rằng, ô, California chúng tôi không welcome xe xăng. Đây là luật tiểu bang của chúng tôi. Thì quý vị, làm sao quý vị có thể tới California được? Sau năm 2035. Nó sử dụng môi trường, nó sử dụng xã hội làm cái bình phong để nó khống chế. Tức là nó muốn quý vị làm cái gì, quý vị phải làm cái đó. Quý vị đi ngược một cái là nó cấm cửa ngay. Đây là cái tư tưởng gọi là
chính trị khuynh tả nó muốn khống chế, mà không phải chỉ có Hoa Kỳ không, nó ở khắp cả Âu Châu và dần dần nó đang lan qua Á Châu. Những ai mà có cái suy nghĩ gọi là khác với họ là lập tức lãnh hậu quả ngay. Mà hậu quả đó là gì? Quý vị sẽ bị chặn hết tất cả các ngõ. Quý vị bị chặn hết tất cả các ngõ, từ ngân hàng cho tới chương mục trên mạng xã hội, cho tới dịch vụ về điện thoại, dịch vụ về internet, nó có thể cắt bỏ, tại vì quyền cung cấp là của tư nhân. Nó dành quyền để có thể phục vụ cho quý vị hoặc không phục vụ cho quý vị, không cung cấp dịch vụ cho quý vị. Quý vị, đây là cái trò rất tinh vi mà đám khuynh tả nó biết được. Tại vì nếu mà sử dụng quyền lực của chính phủ, nó lại bị giám sát bởi quốc hội, nó lại bị giám sát bởi bản hiến pháp và tối cao pháp viện. Nó không kiểm soát được. Và dù có đạt được một điểm đi, vài năm sau đó bị xóa bỏ. Đó, ví dụ như cái vụ môi trường này. Quý vị nhớ là khi mà Bill Clinton ký cái hiệp ước Kyoto năm 1999 ở tại Nhật. Lên tới ông Bush đầu tiên, ông ký bỏ ngay cái hiệp ước đó liền. Ông xóa liền cái lệnh đó liền. Hoa Kỳ rút ra khỏi cái đó liền. Rồi Obama ký cái hiệp định Paris về khí hậu toàn cầu năm 2015. Tới 2017 lên, ông Trump ông ký một cái bụp, ông đạp ra luôn. Cho nên nó thấy rằng là sử dụng quyền lực của chính phủ, nó không khống chế được. Nó không khống chế được cái... Tại vì sao quý vị? Đổi tổng thống. Đổi tổng thống, đổi đảng là coi như nó mất hết. Và chưa kể là cái bản quy định trong hiến pháp nữa. Làm sao nó có thể khống chế được? Làm sao nó có thể kiểm soát được? Do đó, nó chuyển hướng, nó không kiểm soát bằng chính phủ mà nó kiểm soát quý vị bằng tư nhân. Đây là cái trò rất tinh vi, nó khác cộng sản chỗ này. Cộng sản thì sử dụng quyền lực của kẻ cai trị để mà trấn áp và đàn áp, để mà ngăn cản cái quyền tự do ngôn luận của quý vị. Nhưng đám khuynh tả này, nó không dùng quyền lực của chính phủ, nó không dùng bạo lực nó khống chế, nó dùng công ty tư nhân nó khống chế quý vị, đủ chết rồi. Quý vị, đây chính là cái điều mà tôi nói là nó đang gây nguy hiểm cho nước Mỹ. Khi mà cái chế độ chuyên chế càng lúc nó càng mạnh hơn. Có đó quý vị thấy đó, bây giờ nó áp dụng rất nhiều những cái luật chuyên chế. Nó nhân danh là môi trường, nó nhân danh là xã hội, để nó áp dụng tất cả chế độ chuyên chế vào quý vị. Nhưng nó không dùng quyền lực chính phủ, nó dùng quyền lực của tư nhân. Và cuối cùng quý vị, một là quý vị phải chấp nhận thỏa hiệp. Còn hai là quý vị biến mất khỏi xã hội. Biến mất khỏi xã hội. Đó là cái cách rất ác độc mà cái đám khuynh tả này đang áp dụng tại Hoa Kỳ. Và cái bản báo cáo vừa rồi, cái kết luận của tiểu ủy ban chống vũ khí hóa ở trong cái Hạ viện đó quý vị, họ cho thấy rõ, nó sử dụng tất cả những công ty tư nhân bên ngoài và những tổ chức tư nhân ở bên ngoài, hoàn toàn không dính líu gì tới chính phủ hết, nó phủ tay hết. Và quý vị, đây chính là cái mà tôi nói quý vị, nó là thứ siêu cộng sản. Nó là siêu cộng sản đó. Lực lượng chính trị khuynh tả này. Nó tinh vi hơn người ta tưởng tượng nhiều. Và tôi hy vọng rằng là thời gian tới sẽ có nhiều người bừng tỉnh. Sẽ có nhiều công ty thấy được cái trò kiểm soát nguy hiểm này. Bởi vì cuối cùng quý vị, sự kiểm soát này sẽ dẫn tới một cái hậu quả chúng ta không tưởng tượng được. Khi con người bị ép tới đường cùng và bị ép tới cái mức gọi là không còn chỗ để thở nữa quý vị. Mặc dù nó không ép bằng bạo lực, vũ lực trong nhà tù đâu. Nhưng nó ép kiểu đó quý vị. Khi người ta bộc phát ra thì quý vị sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Và đây chính là cái mầm mống dẫn tới cuộc xung đột lớn hơn. Nếu đám khuynh tả vẫn tiếp tục tham lam áp đặt chế độ chuyên chế thông qua những công ty tư nhân. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật ký phần 2 của tôi dựa trên cái bản báo cáo đánh giá của cái ủy ban đặc trách về tư pháp, và trong đó cho thấy rằng cái sự tinh vi của lực lượng khuynh tả, nó sử dụng tất cả những công ty tư nhân để nó kiểm soát con người thay vì nó dùng quyền lực của chính phủ. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel.
Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.